Tôi yêu Hà Nội. Cả cái xấu và cái đẹp của Hà Nội. Tôi muốn gìn giữ những nét đẹp của Hà Nội. Hà Nội luôn ở trong trái tim tôi. Tôi thấy là rất may mắn là tuổi thơ của tôi được ở một cái nơi từ Tứ Liên đến Yên Phụ là rất là thoáng đãng và đầy hương thơm. Làng Tứ Liên thì rất nhiều nhà trồng bưởi. Đến mùa xuân thì thơm, tức là một cái mùi thơm rất là đồng quê mà nó rất là nhẹ nhàng và nó cũng rất là sâu sắc ấy. Có lẽ là cái bài Hương Thầm tôi viết là về tất cả những cái ký ức từ hồi nhỏ của tôi như thế. Đẹp trong mắt của tôi có lẽ nhất vẫn là Hồ Tây và Hồ Gươm. Và cái nhất là tôi ở Yên Phụ, tôi thấy cái không gian Hồ Tây, tức là mình rẽ sang trái thì là sông Hồng, mà rẽ sang phải là Hồ Tây. Và cứ mùa hè thì là hương thơm từ Hồ Tây và có thể là từ mùa xuân thì là hương hoa bưởi đấy. Tức là mình luôn luôn sống trong một cái mùi thơm rất là nhẹ nhàng và tinh khiết. Nó từ bé là có một cái gì nó rất là rộng rãi và rất là thương mến đối với cảnh vật, với con người. Và cũng có thể như thế mà tôi giữ cho mình được cho đến bây giờ là một cái sự phóng khoáng và yêu đời. Tôi thường đi từ Trích Xài qua Nguyễn Bình Thi lên đường Thanh Niên ấy. Tức là cái đường Thanh Niên là đường tôi đi học từ Yên Phụ xuống trường Chu Văn An. Nhưng mà bên tay phải của chúng tôi là Hồ Tây, thì nếu mà là mùa hè nở hoa sen ấy thì bọn tôi là cứ trèo xuống để ngắt sen, ngắt những cái bông sen nó mới chớm ấy và bẻ ra lấy nụ ăn chẳng hạn thế. Tức là trẻ con rất là nghịch ngợm và rất là hồn nhiên, nhưng mà cứ vặt những cái bông sen còn nhỏ thì hoặc là ngắt hoa chơi ấy. Cái sự hồn nhiên của tuổi thơ ấy nó ngấm vào tôi từ hồi đấy đến giờ, và tôi cố giữ cho mình một cái tâm hồn trong trèo và luôn luôn yêu đời. Từ Yên Phụ lên Nghi Tàm ấy là con đường cứ nguội mà Bác Hồ phát động trồng cây từ năm 66 thôi. Thì tôi rất là yêu con đường ấy bởi vì đấy là mối tình đầu của tôi. Đi với anh thì không dám cầm tay nhau, nhưng mà ví dụ như hôm tôi bị đứt guốc ấy thì anh bảo ôi thế em dựa gốc cây để anh đóng guốc cho, thế là anh cầm chân mình anh nhấc ra khỏi cái guốc để anh đóng lại guốc ấy. Thế là mình thì đứng dựa vào gốc cây nhìn lên trời ấy. Lúc ông cầm chân mình thì mình thấy người nóng bừng cả lên. Nên cái ấn tượng là mình cứ nhớ mãi. Sau đó mình dựa gốc cây để cho ông đóng guốc, thì mình nhìn trời mình thấy ôi sao trời sao hôm nay đẹp thế. Và mình thấy là con đường đấy là con đường đẹp nhất mãi mãi của mình. Tôi lấy ông xã từ năm 1967 đến năm 1969, 79 tức là 12 năm sau ấy. Thì ông xã mất thì lúc bây giờ con gái chúng tôi lên 7, thế còn tôi thì 36 tuổi. Thì các bạn cũng biết là hồi đấy là rất là khó khăn, rất là khổ và rất là buồn. Từ hồi tôi còn là thiếu nhi mà đi học ở trường Trung An ấy, thì chúng tôi đã thường xuyên đi bộ từ nhà đến trường độ khoảng 2 cây rồi. Và chúng tôi rất là thích đi câu, rồi là thích học bơi ở cái hồ Áo Và đấy, thì đã thích từ bé thế rồi. Nhưng mà sau này thì khi mà tôi làm báo Hà Nội mới thì tôi thấy có một cái câu lạc bộ Ba Đình, tức là nơi các người mà lương mức nào đấy trung cấp thì được vào đấy chơi thể thao ấy. Thì cứ mơ ước mãi đến năm 85 thì tôi mới được vào câu lạc bộ Ba Đình. Thì hầu như chiều nào hết giờ làm việc hoặc là trốn được là tôi đến rất là sớm. Và tôi tham gia là chơi cầu lông này, chơi tennis này, bơi ở cái câu lạc bộ đấy rất là đều đặn. Tôi có một cái niềm đam mê là rất muốn khám phá những vùng đất mới. Và rất muốn là ví dụ mình xem trên TV hoặc đọc sách hoặc thấy là Paris rồi London rồi bao nhiêu nơi cảnh đẹp ấy. Cho nên là cứ nói chung là tất cả tiền tiết kiệm và thường là anh chị em trong nhà giúp đỡ ấy, thì là tôi cũng dành cho các chuyến du lịch. Tôi được cái rất may là hầu như ngày nào cũng có bạn rủ đi chơi. Nói chung là ai rủ đi đâu tôi cũng đi. Con gái ơi! Đấy, cất xe u nhé. Hôm nay, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn chọn gặp gỡ những người bạn đặc biệt của mình cũng tại một nơi vô cùng đặc biệt, Bảo tàng Văn học Việt Nam, một trong số rất ít các bảo tàng về văn học trong khu vực cũng như trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giáo dục về nền văn học của dân tộc. Trong không gian hơn 2.000 m² khu trưng bày trong nhà, hàng vạn hiện vật đang lưu giữ và bảo quản, giới thiệu về tiến trình lịch sử văn học Việt Nam từ thời kỳ nhà Lý cho tới nay, ẩn chứa những câu chuyện đầy xúc động
và hấp dẫn về cuộc sống, về quá trình sáng tác của các nhà văn, nhà thơ. Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn tự hào có mặt ở một góc khiêm nhường trong đó. Đây nhá, có ảnh với cụ Phạm Văn Đồng nhá, Nguyễn Đình Thi nhá, bộ đội đường 9 nhá. Đấy. Đây là bao nhiêu thư của các thứ người yêu chưa có thử qua. Tô Hoài này gửi này. Thư chị Xuân Quỳnh chắc là gì? Xuân Quỳnh với chị có Quỳnh với Xuân Quý rồi. Nhưng mà nhìn kỷ vật này là chỉ cần nhìn cái túi là thấy ngay là của U Nhàn rồi. Hiện đại rồi nhờ. Rất là điệu đà. Có cái ấy này hơi lẳng đấy. Cái túi ạ? Túi là hơi túi. Lẳng, cái túi là rất là điệu đà. Túi mà còn thắt đáy mừng âm. Đấy, điệu đà. Kính này, túi này. Túi này toàn của U Nhàn ấy. Chân dung đẹp đấy. Chân dung đẹp chị. Chân dung mới, mới chụp mà... năm ngoái. Đây đưa cả cái máy tính đấy nhá. Máy tính của nhà là thực sự dùng mấy năm đấy. Và đây tức là cái ảnh chụp bác Phạm Văn Đồng là sau cuộc thi thơ đấy. Thì là bác mời chúng mình lên văn phòng Thủ tướng ở trên Hồ Tây ấy. Dự bữa cơm thân mật, đúng rồi, có phải đại khai thế. Mình cuốn là không phải nộp thêm ra. Nhưng mà sau đấy thì là đi họp thanh niên... tiên tiến bên nhà báo mà đến họp thì cụ nhận ra mình, cụ gọi ra chúng nó chụp ảnh cho, xong chúng nó gửi cho ấy. Thế còn cái này là Nguyễn Đình Thi trao giải thưởng thơ, thì có cụ Hoài Thanh đứng ở phía sau, phía sau ông Thi đấy. Thế còn có Nhàn này, có Bế Kiến Quốc này, Vương Anh này, thế với Phạm Ngô Văn Phú thay cho Phạm Kiến Duật. Phạm Duật không về được. Thế còn cái ảnh kia là mặt trận gì đấy chị? Ở mặt trận đường 9, đi hồi đi với ông Trần Duy Hưng. Thế phải nói là cũng có thời vào chiến trường thế là hồi đi hồi với ông Trần đi với ông Trần Hưng là đi thăm bộ đội đường 9 thôi chứ không phải là đi ra chiến trường, nhưng mà cũng bom đạn dọc đường lắm. Ui Nhàn còn nhiều hiện vật, bao giờ đưa hiện vật của Phương với Khoa mới hay cơ. Đấy, đấy là bí mật đúng không ạ? Bí mật. Những cái này bây giờ nhìn không rõ nhưng mà toàn là các bạn của Nhàn như là Xuân Quỳnh này, rồi Ngọc Tú này, rồi Xuân Quý này, ví dụ thế là những bạn thân của mình hồi đấy đấy. Thì là bác Tô Hoài này. Tức là bác ấy đưa bản thảo ở nhà mình còn mấy tập bản thảo bác viết nhà chữ về cái gì đấy. Bác viết tay mà thì bác ấy viết là các cái bản thảo, các mặt bản thảo bác chữ mực xanh, mực đỏ. Thế mà chữa rất là nhiều, nhưng mà mình mà đưa bản thảo mình viết xong cho bác thì thường là trơn tru chẳng sửa chữa gì. Thì bác ấy đưa cho mình và bác ấy ghi là cô viết phải cẩn thận hơn, bác ấy nói về mình các thứ chi tiết của văn chương ấy. Phạm Văn Đồng nói đúng không? Đây là không nghĩ rất là vui gặp các bạn là Nhàn muốn khoe là chiều hôm qua là Nhàn vừa đến nhà Xuân Kim Đồng để nhận cuốn thơ thiếu nhi thì hôm nay đến tặng những người một cuốn và rất là vui là chúng mình đã làm việc và gặp nhau từ cái tên của Nhàn rồi. Nhàn với Phương là ở cơ quan là nhiều khi cũng ghét ghét yêu yêu nhỉ. Nhưng bây giờ gặp nhau rất là vui vẻ, rất là cảm ơn các bạn. Rất là bận nhưng mà cũng mong các bạn chia vui với mình. Mà đến tuổi này vẫn còn ra được cuốn sách mới. Thì tất nhiên là thơ thì thơ cũ rồi nhưng mà các em cũng tập hợp lại và trong này cũng có một số bài được đưa vào sách giáo khoa ấy. Nhìn đẹp. Tức là để quay với các bạn thế là xin tặng những người một cuốn. Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn thì bây giờ nhiều người biết và cũng gọi bà bằng cái danh vị đó, nó cũng quen thuộc rồi. Nhưng lũ chúng tôi khi bắt đầu làm thơ ấy, lúc còn là thanh niên ấy, thì nhìn nhau nó nhẹ nhõm. Mà chúng tôi may mắn là cái thời đó ấy, chúng tôi làm thơ theo thế thuận của xã hội. Những cái tiêu cực nó chưa có. Cho nên thơ chúng tôi nó cứ phơi phới, nó rất nhẹ nhàng. Cái thứ hai nữa là hồi đó cả xã hội khiêm tốn. Cho nên cái anh mà cứ tỏ vẻ ta đây, thời cái chúng tôi không có đâu. Cho nên cái quan hệ của chúng anh em viết chúng tôi ấy, nó thân thuộc như là trong một lớp học. Thì hồi đó thì Nhàn cũng vừa là nhà báo vừa là người viết. Và cái viết chưa được chú trọng lắm đâu. Nhưng mà Nhàn rất bền bỉ mà đưa lên. Và chính của Phan Thị Thanh Nhàn là chị biết, chị đi đúng vào cái đặc sắc của chị. Nhàn có một cái ưu điểm chỗ này là chị quan sát tâm lý của các đối tượng. Thế thì các cụ ông say thuốc, các cụ bà xe chầu đấy, con trai con gái chỉ nhìn vào xe nhau là quan sát trộm được cái tâm lý. Thì nếu nói với chị Nhàn thì tôi thấy là tỷ đi từng bước mà chị đi tiến được. Trong cuộc đời chị không phải lúc nào cũng vui đâu chị, nhưng mà chị đấu tranh thì chị đi theo cái phải, những cái phải chị cũng phải nén nhiều thứ chứ. Chúng tôi làm việc cùng với nhau cũng 5-7 năm đấy, đã làm việc cùng với nhau thì nó nhiều chuyện bực mình lắm.
tất cả những cái xích bích chúng tôi đều có cả, nhưng tôi đều bỏ qua. Nghe cái giới thiệu cái sự nghiệp Thanh Nhàn cách đây 20 năm tôi có làm cái tập giới thiệu này, mà chúng tôi vừa cãi nhau xong, nhưng mà tôi đọc lại tôi thấy là có lẽ không biết bây giờ viết yêu ái cũng chỉ đến thế này được thôi. Thì cái đó không phải là tôi ca ngợi là tôi có cái nhìn tốt, mà chị Nhàn đã làm cho người ta nhìn tốt về mình. Đấy là cái chị nỗ lực. Thì tôi nghĩ là đây cũng người thuộc gọi là người có cái hậu vận. Đây là không phải rời cho mà tự mình cũng phấn đấu. Trước đây cũng đã đảm trách phó chủ tịch Hội Liên hiệp Hà Nội, mà cái chức mà hiện nay bây giờ tôi đang làm cái công việc của chị Nhàn thì chia sẻ được với chị rất nhiều. Và cái thời chị làm này, chị là người mà có thể nói vừa làm phó tổng biên tập cái tờ báo của hội nữa. Cho nên bằng cái công việc ấy, chị cũng đã có phần mà phát hiện được rất nhiều tài năng. Nói đến Phan Thị Thanh Nhàn này, chúng ta cứ nghĩ đến một cái nhà thơ rất là đa tài, bởi vì chị viết rất nhiều thể loại. Đấy, trong đó có cả báo chí, có cả những cái chuyện viết cho trẻ con. Đấy. Và ở thể loại nào thì chị cũng giành được cái sự yêu mến của độc giả. Tôi cho đấy chính là cái duyên của ngòi bút. Đấy. Và về thơ đấy, thì Phan Thị Thanh Nhàn có một vị trí rất đặc biệt. Như là có người cũng đã nói rồi đấy, thơ thì nhiều phụ nữ làm thơ nhiều lắm. Nhưng mà Thanh Nhàn này vẫn có một cái góc riêng của chị. Và cái mảng viết cho thiếu nhi, đặc biệt với thơ này, chị có nhiều bài thơ rất thú vị. Và chị nắm được cái thóp của trẻ con. Đấy, chị nắm được cái tính cách của trẻ con. Và chị lại chọn được một cái cách nói để mà các em dễ hiểu lắm. Dễ hiểu. Bây giờ làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Với các em bé phải người lớn cơ. Người lớn ở chỗ nào là em ngã thì là phải biết nâng. Có quà thì phải nhường cho em phần hơn. Mà cái đó mới là cái khó. Nhưng mà rồi cuối cùng chị cũng kết luận một câu mà tôi cho rất hay. Là ai yêu em bé thì làm được thôi. Cái bài thơ này rất hay, là tôi cho là trẻ con đọc thích và người lớn đọc cũng thích. Và tôi cho là văn học sáng tác cho thiếu nhi phải đạt được tiêu chí ấy. Tức là trẻ con đọc rất thích và người lớn đọc cũng thích. Chứ nếu thiếu một trong hai vế thì vẫn không phải. Bởi vì trong bất cứ một đứa trẻ nào cũng có một người lớn đang hình thành. Và trong bất cứ một người lớn nào cũng có một đứa trẻ không bao giờ già đi. Đấy, cho nên là phải kết hợp được hai thứ đó. Thì chị Nhàn sẽ làm được cái điều đó. Và tôi cho đấy là cái thành công của chị. Và đấy là bài học của chị cho những người đi sau. Có một cái tài rất là tài trong thơ của U, đó là tất cả những câu chuyện cuộc sống của U thì đều được đưa vào thơ. Và làm cho người ta cảm nhận, người ta đọc rất là dễ dàng. Ngay cả việc tình yêu đôi lứa hay là cả những cái tình yêu sau này nữa. Ví dụ như là cái bài rất là nổi tiếng mà con rất thích đấy là Con đường anh đã dạo chơi, xin anh đừng đi với người khác tôi. Hay là những cái thực tiễn của cuộc sống như là nếu không còn ai lừa dối mới thực là cô đơn. Thì đó thực sự là những cái câu chuyện mà rất là thực tiễn của cuộc sống. Mà phải là những người có những cái trải nghiệm cuộc đời rất là phong phú thì mới có thể tạo nên những cái tứ thơ như vậy. Thì và sau này khi mà được có cơ hội được làm việc cùng với U Nhàn, được có những chuyến công tác dài ngày cùng với U, thì lại là một cái cảm nhận cực kỳ tuyệt vời trong năng lượng của một người phụ nữ, năng lượng của một nhà thơ. Cái năng lượng đó vô cùng tích cực. Cái năng lượng mà thế hệ trẻ bọn con là phải học tập ở U rất là nhiều. Về gọi là phong cách và tâm hồn thì chị Nhàn còn có khi là trẻ trung hơn chúng tôi ý. Và truyền cho chúng tôi một cái năng lượng rất là tích cực, nhất là những cái chuyến chị đồng hành với những chuyến thiện nguyện của câu lạc bộ nhà báo nữ Việt Nam, rồi thì chị đến những cái vùng sâu vùng xa mà chị ở cái tuổi đã cao nhưng mà vẫn leo trèo, rồi thì trao gửi những cái món quà yêu thương của chị đóng góp đến tận tay những cái người mà được trợ giúp. Nhớ nhất là những cái chuyến mà đi trợ giúp thanh niên xung phong
cựu nữ thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn xây nhà cửa rồi thì sửa chữa nhà cửa hoặc là có những cái phương tiện để giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế rồi thì trao quà cho các cháu thiếu nhi. Và lúc ý thì mọi người nhận ra chị Nhàn, mọi người rất là sung sướng hồ hởi được biết là một nhà thơ mà lại là tham gia đoàn thiện nguyện mà lại hầu như là cao tuổi nhất đoàn, nhưng mà phong cách rất là trẻ trung, hòa đồng, hòa nhã với mọi người. Và chúng tôi học được ở chị rất là nhiều những cái cách sống, cách ứng xử rất là thân thiện. Và không bao giờ chị tỏ ra là mình là một nhà thơ, nhà văn cao đạo gì cả. Chỉ tỏ ra là một người phụ nữ rất là ý nhị, rất là thông minh và rất là chia sẻ với mọi người. Hồi em về nhà xuất bản Phụ Nữ rồi, thế là em đến tìm chị để đặt bài. Chị làm ở báo Hà Nội Mới. Em đến cái, nếu em nhớ không nhầm là cái ngôi nhà nho nhỏ ở Đê La Thành chị nhỉ. Vâng, thế em đến thì là anh Thi Nhị đang ngồi đan chị ạ. Anh đan cái rổ hay là cái giá gì đấy. Vâng. Vâng, đúng không ạ? Có cái cảnh ngồi đan, anh Thi Nhị ngồi đan. Thế và em thấy một cái hạnh phúc nó rất là đơn sơ. Hôm nọ khi buổi ra mắt thơ của em xong, chị có nhắn cho em một cái tin là giá mà anh Thi Nhị còn đấy thì anh chị cũng là một cặp đôi. Em cũng cứ xao xuyến mãi cái tin đấy mà em cũng cứ trong lòng nó cứ bồi hồi tiếc, nhưng mà em cũng rất là mong là chị cứ còn một cái quãng đời còn lại, trời cho chị sống vui vẻ trẻ trung. Một người chịu khó đi, chịu khó gặp gỡ và cập nhật những hình thức giao lưu kết nối hiện đại nhất của thời 4.0, chứ không chịu bó mình trong nhà với cái thú thường thường nhàn nhã mà nhiều người cùng độ tuổi của mình vẫn chọn. Đó là Phan Thị Thanh Nhàn ở thời điểm hiện tại. Thì luôn luôn nói chị nhận là chị là bà già, nhưng mà mình lại tụi mình bảo nhau là chị lại có một cái phong thái, một tâm hồn trẻ trung dường như là nhất và rất là hồn nhiên, mặc dù cuộc sống cũng có những cái phần vất vả. Cái tâm hồn nó luôn luôn mà gợi mở, luôn luôn kết giao, luôn hướng với lại mọi người, với cuộc sống. Có một khoảng thời gian khá lâu để tôi với nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn được làm quen và làm việc với nhau. Đó là từ nhiều năm trước thì Báo Thiếu Niên Tiền Phong cùng với Hội Nhà Văn và Trung ương Đoàn có một cái cuộc thi xét giải thưởng Cây Bút Tuổi Hồng, là cái cuộc xét giải cho các em thiếu nhi có năng khiếu văn chương. Cái duyên của tôi với nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn bắt đầu với nhau từ như thế. Và sau này là cái cuộc thi viết thư quốc tế UPU, khi mà tôi và nhà thơ cùng là thành viên ban giám khảo. Thì cái năng lượng trẻ trung của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn khiến cho đi đến đâu cô cũng trở thành một cái người tâm điểm, cái sức hút đối với tất cả mọi người cũng như đối với tất cả các em thiếu nhi. Đấy là cái sự hồn nhiên, vui vẻ và luôn luôn tạo ra một cái cảm hứng rất là đặc biệt với người đối diện. Tức là các em ơi cho bà già đi với, các em ơi bà già có nhận ra bà già các thứ hay không. Tức là tự nhận mình là bà già, nhưng mà cái giọng của bà già rất là thánh thót, rất là đáng yêu. Và ở đâu thì các cô giáo cũng luôn luôn thấy à, đây là nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn với hương thầm. Thế còn các em thiếu nhi thì à, đây là tác giả của bài thơ Làm Anh. Và cái cảm xúc mà tôi đi cùng với nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, đấy là cảm thấy cô được yêu thương ở bất kể nơi nào cô đến. Và điều đấy tôi tin rằng cũng làm cho nhà thơ tươi trẻ hơn và nhiệt huyết hơn và có nhiều cảm xúc với thơ và với cuộc đời hơn. Tôi tin rằng xưa nay rất hiếm có một nữ thi sĩ nào lại có cái tình yêu, cái nhiệt huyết say sưa như vậy. Và đặc biệt là nói vui một chút là với tất cả các chàng trai, từ là các em thanh niên trẻ hay là các bạn, các anh trung niên, thì U luôn luôn bảo đừng có bỏ quên bà già cô đơn này. Và ở đâu hay đi đâu thì chúng tôi cũng luôn luôn tạo cho U, cho nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn một cái không gian mà ở đó có tiếng cười rộn ràng của các bạn trai, có sự ân cần chăm sóc của các bạn trai. Và đối với U thì đó là một món quà, một món quà rất đẹp để cho U cảm thấy là U không cô đơn trong cuộc đời này. Và cái cách mà nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn nuôi dưỡng cảm xúc, tôi nghĩ đó là một cái cách rất là đặc biệt. Một cái tâm hồn yêu cái đẹp, một tâm hồn dung dị yêu cái đẹp, và cũng đầy cái khát khao gắn kết với tất cả mọi người. Không chỉ có những tình yêu không bao giờ cầm tay và xin đừng gặp mặt,
Phan Thị Thanh Nhàn còn tự nhận mình may mắn khi có những người bạn thơ và đặc biệt những người học trò, dù chỉ học cô Nhàn có vài tháng nhưng lại gắn bó tới cả vài chục năm trời. Và giờ họ trở thành con của U Nhàn. Anh nhạc sĩ họa sĩ Lê Tâm, người đang đệm đàn kia. Chị Minh Nga, người công tác ở một ngành chẳng hề liên quan gì đến thơ ca, lại tự hào là người hát Hương Thầm nhiều nhất. Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng nói cười rộn rã gợi lại tuổi trẻ của một Phan Thị Thanh Nhàn hơn nửa thế kỷ trước, với ngập ngừng, ngăn ngát hương bưởi như làm ấm lên căn phòng nhỏ. Bạn ngày xưa học chung một lớp, cây bưởi sau nhà ngát ngát hương đưa, sau một chùm hoa, sau tiếng khăn tay cô bé ngập ngừng sang nhà hơn 30 năm nay, bắt đầu từ ngày biết cô Nhàn thì đi theo cô rất là nhiều, đến các tỉnh rồi đến các nơi cô thường là dắt theo như một cô trò nhỏ, và cho đến nay vẫn là cô trò nhỏ của cô Nhàn. Thì cô Nhàn rất thích dắt theo để hát cái bài của cô, thì cái làn hương ở trong bài thơ của cô Nhàn nó thật sự là nó cứ man mát, nó cứ tỏa mãi không bao giờ theo, mà đúng thật sự nó bưng vấn với những người nghe bài thơ, đọc bài thơ và cả những người hát cái bài hát đó lên nữa. Với bản thân mình thì thực sự nó là như thế, cho nên là cái sự đồng cảm nó là quá lớn, và sau mỗi lần nó vẫn cứ giữ nguyên cảm xúc và như lúc ban đầu. Cái thời tuổi trẻ của tôi ấy, thì tên tuổi của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn là đã quá lớn, và thơ của chị được rất nhiều các thế hệ yêu thích, từ các thế hệ kháng chiến cho đến thế hệ mà lúc đấy tôi còn trẻ, tức là khoảng những năm cuối năm 80 ấy, thì rất là yêu thích. Cho nên là cái việc mà được gặp nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn ở ngoài đời thật ấy, đấy là một cái sự may mắn. Chính cô Nhàn ấy là đã giúp cho cái thế hệ bọn tôi ấy trở nên rất là tự tin. Thế còn về cái việc lớp trẻ ngày nay ấy, họ có thích những cái vốn mà được gọi là truyền thống đó không? Những cái di sản để lại từ các thế hệ trước. Thì tôi nghĩ là qua những cái tiếp xúc của cá nhân tôi với những cái nhóm như là nhóm 9X chẳng hạn, hoặc là cái nhóm bây giờ gọi là Gen Z ấy, Gen Z ấy, thì thấy có một điều rất là hay là thế này. Những cái gì mà mình sợ mất thì dường như nó không thể mất được. Họ đón nhận những cái truyền thống rất là tốt. Ví dụ như là thơ của các nhà thơ như là Phan Thị Thanh Nhàn hay là Phạm Tiến Duật hay là Vũ Quần Phương, thì cái lớp con hoặc là các cháu của tôi ấy, vẫn thích thú, vẫn tiếp tục đọc, vẫn tiếp tục say sưa và vẫn tiếp tục hỏi tôi về những người đấy. Thơ của Phan Thị Thanh Nhàn chẳng bao giờ cũ, chẳng bao giờ thôi được mong đợi. Có lẽ cũng bởi vậy mà dù nhiều lần nói muốn gác bút, nhưng cuối cùng vẫn lại cặm cụi viết, vừa để đền đáp mong đợi của cả triệu độc giả.
Và có lẽ vừa để thỏa khao khát bộc bạch cảm xúc đời mình, có bóng dáng của mối tình trong sáng trên những con đường mà bà đã đi, đang đi. Không vì sợ sự thiếu trọn vẹn, Phan Thị Thanh Nhàn vẫn nhón chân theo những thanh thang rộng mở của những con đường phía trước, như chính cái nhìn đầy lạc quan, tươi mới của mình về cuộc sống này vậy. Và như thế, dù ở đâu, hương thầm vẫn thơm mãi bước người đi.